trong một động thái khá bất ngờ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên bố những gì hứa trước nhân dân cần phải được hoàn thành. Ông nói với các vị đại biểu quốc hội như vậy có hai khả năng. Thứ nhất, các vị đại biểu quốc hội là viên chức của chính phủ làm tốt quá. Nói một làm được 10, hứa một làm được 10. Hai, khả năng thứ hai là nhiều đại biểu quốc hội là viên chức chính phủ đã nói mà không làm và nói mà không thực hiện được, hoặc là nói mà không được quốc hội giám sát đầy đủ. Đó là vào sáng 6 tháng 11. Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn giữa nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói rằng việc tái giám sát, chú trọng giám sát những vấn đề sau giám sát, theo dõi đến cùng các vấn đề đã giám sát, chất vấn nhằm giúp chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành có cơ hội báo cáo với Quốc hội, cử tri và nhân dân về những việc mình đã làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết thấu đáo, tận gốc những vấn đề Quốc hội đặt ra. Mặc dù không phải hứa cam kết nhiệm vụ nào cũng có thể giải quyết nhanh chóng, có thể làm được ngay, nhưng Quốc hội, cử tri và nhân dân có quyền được biết về tình hình, tiến độ thực hiện. Quan trọng nhất, những gì đã hứa với Quốc hội, cử tri và nhân dân, những nhiệm vụ Quốc hội đã giao cần phải được hoàn thành. Tức là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yếu tố tư cách và sự liêm chính, chính danh của các vị đại biểu Quốc hội. Những gì nói, hứa trước Quốc hội, trước cử tri, trước nhân dân phải làm được. Mà chúng ta trở lại với những lời hứa nổi tiếng, xem coi đến nay đã thực hiện đến đâu. Lời hứa nổi tiếng nhất có lẽ xuất phát từ ông Bí thư Nguyễn Thiện Nhân. Lúc đó ông Nguyễn Thiện Nhân, chúng tôi xin nói chức danh khi xảy ra sự việc, chứ bây giờ nó cụ Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, như báo chí hay dẫn thì ông cụ mà ông lại nói giống nhau đương chức thì sao được, phải không anh chị? Chúng tôi xin dẫn chứng chức vụ ngay khi xảy ra sự việc. Lúc đó ông Nguyễn Thiện Nhân là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, là Ủy viên Bộ Chính trị. Ông đã nói với bà con Thủ Thiêm rằng thành phố không gạt bà con Thủ Thiêm đâu. Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2 chiều 20 tháng 6 năm 2018, nhiều người đồng loạt vỗ tay khi Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nói nếu nhà dân ngoài ranh thu hồi đất khu đô thị mới Thủ Thiêm thì không phải di dời. Đồng thời khẳng định thành phố không gạt bà con đâu và sẽ hứa sẽ giải quyết những vấn đề của Thủ Thiêm. Nhưng thưa các anh chị, đến hôm nay tin tức về Thủ Thiêm hầu như là một cái gì đó tuyệt mật, chúng ta không hề biết gì cả, báo cũng không đăng. Thành ra không biết rằng lời hứa của ông Bí thư Thành ủy dạo nào có thực hiện được hay không. Tôi không gạt bà con đâu. Một người nữa có lời hứa rất vui, đó là ông Chu Ngọc Anh. Lúc làm Chủ tịch Hà Nội đứng trước đại dịch Covid-19, ông đã tuyên bố rằng nếu mà Hà Nội mà bung mà tuôn, tôi xin chịu trách nhiệm. Hà Nội không buông không tuôn. Nhưng rất tiếc ông lại xa vào vòng lao lý bởi một hành vi xảy ra khi ông còn là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Một người nữa có một tuyên bố rất hiển hách trước Quốc hội, trước toàn dân, đó là ông Nguyễn Đức Chung. Chúng ta xem chung cuộc của ông như thế nào. Ông Nguyễn Đức Chung trước diễn đàn Quốc hội thảo luận về bộ luật hình sự sửa đổi. Năm đó, nhiều ý kiến đề nghị giữ nguyên mức án tử hình đối với tội tham nhũng, không chỉ để đảm bảo tính răn đe và tiếp tục khẳng định chủ trương phòng chống tham nhũng được đặt ra. Đề cập đến tội tham nhũng, đại biểu Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, trên thực tế đã có án tử hình giảm xuống còn 20 năm rồi xuống 18 năm. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị tiếp tục duy trì hình phạt tử hình đối với tội phạm tham nhũng để đảm bảo tính răn đe. Tướng Chung phân tích người nghèo đi buôn ma túy bị lãnh án tử hình, không cớ gì người có chức vụ quyền hạn mà tham ô tham nhũng lại không bị tử hình. Để đảm bảo sự công bằng, Tướng Chung đề nghị giữ nguyên mức án tử hình với tội danh này. Và chúng ta thấy rằng bây giờ ông Nguyễn Đức Chung sau khi lên làm Chủ tịch thành phố Hà Nội đã liên tục ra to. Và ông còn nhớ tội lời đề nghị của ông hay không? Tội của ông phạm phải thuộc nhóm tội chức vụ quyền hạn và tội tham nhũng không? Từ chuyện bao che cho một giám đốc điện thoại thực hiện các dự án, cho đến trồng cây xanh, cho đến này đến kia đến nọ, ông Chung ra tòa
không có coi như vào kể phiên mà kể mà không biết còn ra tòa nữa hay không. Liệu ông còn nhớ lời nói đanh thép của ông trước nhân dân mà trước quốc hội hay không? Tội tham nhũng thì phải tử hình, không có hình phạt nào khác tương xứng. Vậy thì đối với ông như thế nào? Nên áp dụng điện luật hiện hành hay luật do ông đề ra? Thưa các anh chị, như thế rõ ràng rằng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đặt ra một vấn đề rất hay là làm cán bộ, là viên chức chính phủ, là đại biểu quốc hội, nói với quốc hội, nói với cử tri, nói với nhân dân điều gì? Là phải thực hiện cho được, chứ không phải nói rồi cho qua, nói rồi cho qua và không chịu trách nhiệm gì cả. Chúng ta thấy rằng xưa nay cán bộ cứ tuyên bố, và kể cả người bình thường cũng vậy, tuyên bố vuông vít rồi sau đó chả ai theo dõi giám sát, cũng chả ai xử lý gì cả, chém gió cho vui thôi mà. Nhưng mà vui gì được các anh chị ha? Nếu một người dân bình thường trong bàn nhậu nói chuyện cho vui thì được, nhưng mà trong quan hệ con người với nhau, một lời hứa thì đã nói ra thì phải thực hiện được, uống hồ gì là làm quan chức chính phủ phải không? Và nhẩm lại, người Việt chúng ta cũng chém gió kinh lắm, nói cho cố vào rồi không làm được gì cả. Không chỉ là cán bộ đâu, các doanh nghiệp, các doanh nhân cũng như thế, trở thành một cái bệnh cố hữu, bệnh chém gió, bệnh nổ. Thí dụ như là vào giữa năm 2017, một nhóm kỹ sư nói rằng phi thuyền Việt Nam đầu tiên sẽ đưa người lên không gian vào cuối năm nay, tức là 2017, cuối năm 2017. Nhiều người nói vui rằng phi thuyền bay lên đó rồi, làm cái gì trên đó mà tới bây giờ chưa về, làm gì có chuyện bay được lên không gian. Thưa các anh chị, chỉ nổ cho vui thôi, nổ cho họ vui thôi, hoặc là thu hút đầu tư, hoặc là lùi gà gì đó, hoặc là xin tiền chính phủ gì đó thôi, chứ có làm được đâu. Và đến nay thì có ông phi thuyền nào của Việt Nam lên không gian đâu, chưa hết đâu. Rồi những ông lúc đó có nói rộ lên phong trào người Việt làm hàng Việt, người Việt làm cái gì cũng được hết, kể cả mạng xã hội. Và có ông đó vào năm 2010 ông tuyên bố rằng mạng xã hội Việt Nam sẽ lật đổ Facebook trong 6 tháng. Nhưng mà chờ hoài có thấy lật đổ được gì đâu thưa các anh chị, chẳng thấy làm gì lật đổ gì được gì cả. Facebook vẫn là Facebook, Twitter còn là Twitter, YouTube đó YouTube, còn mạng xã hội Việt Nam thì chìm nghỉm ở đâu đó không thấy gì cả. Chúng ta trở lại coi người Việt Nam xài mạng xã hội gì. Việt Nam phổ biến, các mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam là Facebook nè, TikTok nè, Instagram nè, LinkedIn nè, WhatsApp nè, WeChat nè, Twitter nè, vân vân và vân vân. Không thấy mạng xã hội Việt Nam nào trong cái danh sách được thống kê người dùng nhiều nhất cả. Nhưng mà nổ thì ghê lắm thưa các anh chị, và tiêu tốn tiền rất nhiều. Chúng tôi cũng đề nghị cơ quan điều tra làm Việt Á, làm chuyến bay giải cứu thì cũng nên làm mấy mạng xã hội này, coi tiền nó bây giờ ở đâu rồi, có ăn khúc nào không, ăn khúc giữa không, có tiêu cực không, mà bây giờ thấy mất bóng rồi. Vào hồi tháng 9 năm 2019, mạng xã hội Việt Nam Lotus gây cơn sốt khi một công ty chủ đầu tư nói lên số vốn đầu tư lên đến 1.200 tỷ đồng, tức là công ty đầu tư cho cái mạng xã hội này á, với nguồn vốn lớn, hợp tác với hàng trăm đơn vị sản xuất nội dung và hàng loạt các KOL, ngôi sao, tờ báo, đài truyền hình. Lotus được kỳ vọng trở thành một mạng xã hội mới cạnh tranh với Facebook. Và cho đến hôm nay, Lotus biến khỏi đời sống của dân mạng, không thấy đi đâu, mất hình mất dáng luôn. 1.200 tỷ đồng thưa các anh chị. Rồi giữa năm 2019, cũng năm đó nữa, công ty cổ phần công nghệ Gabo tổ chức sự kiện rầm rộ ra mắt mạng xã hội Gabo, đồng thời công nhận số vốn đầu tư là 500 tỷ đồng. Mạng xã hội Made in Việt Nam đặt mục tiêu có tới 50 triệu người dùng sau 3 năm thành lập. Và đến nay không thấy ai nói về mạng xã hội này cả, cũng không thấy ông chủ này công bố là có bao nhiêu người dùng như ông đã tuyên bố. Rồi cũng năm 2019, rồi năm này năm nở rộ mạng xã hội thưa các chị, mạng xã hội Haha Lolo, lúc đó tổng giám đốc Haha Lolo là Nguyễn Nhân Hạ tự tin tuyên bố đến năm 2024 mạng xã hội này sẽ có 2 tỷ người dùng tại Việt Nam và trên toàn thế giới, đồng thời sẽ xin niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ vào năm 2024. Và đến nay thì chả có nghe tiếng tăm gì cả, mất hút luôn, cũng bốc hơi, cũng đi đâu hết. Nổ thì lên trời như vậy, trong vòng 6 tháng sẽ thống trị mạng xã hội Việt Nam, đẩy lùi Facebook, rồi
đến năm 2024 sẽ lên sàn chứng khoán Mỹ và đạt 10 tỷ người sử dụng trên toàn thế giới dân dân. Nhưng điểm chung của các mạng xã hội Việt Nam đều là đầu tư thua lỗ, không khai thác được kinh doanh, quảng cáo. Và mạng xã hội hiện nay của Việt Nam hiện nay được người dùng chỉ dùng để đăng ký user, nhưng không sử dụng thường xuyên, không tạo ra doanh thu, không tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp thì chết yểu là phải rồi thưa các anh chị. Chết yểu là phải rồi thưa các anh chị. Và chúng ta thấy rằng người dân kỳ vọng vào các lời hứa mang tính phổ quát về pháp luật của các vị đại biểu quốc hội, là viên chức chính phủ, đồng thời cũng tin tưởng rằng việc quốc hội giải quyết cùng với các địa phương giải quyết về các vấn đề thiết thực của người dân sẽ được giải quyết kịp thời. Nhưng không phải như vậy, đưa sau thương anh chị. Ví dụ vấn đề Thủ Thiêm, hay là ví dụ vấn đề dự án khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, hay gọi tắt là dự án khu công nghệ quận 9. Người dân thắc mắc như sao, thông qua một chúng tôi đã tiếp xúc với các đơn tố cáo và được phép sử dụng những nội dung mà những người dân này đã công bố công khai trên mạng xã hội, cũng như gửi đến các cơ quan chức năng. Và chúng tôi cũng đã trao đổi với các vị đại biểu quốc hội đã tiếp nhận và đang xử lý vấn đề này để minh định tính chính xác và tính phù hợp với pháp luật của nó, rồi mới công bố được với các anh chị. Và những người khiếu nại tố cáo vụ khu công nghệ cao quận 9 mở rộng nêu Điều 21 Luật Đất đai năm 1993 do Quốc hội thông qua và Chủ tịch nước ký ban hành quy định như sau: việc thu hồi đất có người đang sử dụng cho người khác chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất đó. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2004 chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận 9 không ban hành quyết định thu hồi đất mà vẫn tiến hành lấy đất của dân. Đây là hành vi chiếm đoạt nhà cửa hợp pháp của người dân giữa ban ngày, chứ không phải là quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Sau khi người dân tố cáo, ngày 30 tháng 8 năm 2017, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận việc Ủy ban nhân dân quận 9 không ban hành quyết định thu hồi đất, diện tích đất cụ thể cho từng hộ gia đình cá nhân là không đúng với điều 21, điều 28 của Luật Đất đai năm 1993 và Nghị định số 181 của Chính phủ. Nếu nhà nước này nghiêm minh, biết tôn trọng pháp luật, biết đứng về phía lẽ phải, biết đặt mình vào nỗi đau xé lòng của người dân mất nhà, mất cửa, mất tất cả cuộc sống và tương lai của con cái họ, thì cơ quan bảo vệ pháp luật phải chặn ngay bàn tay của bọn lợi dụng chức vụ quyền hạn để tước đoạt đất của dân, không hơn không kém. Luật rõ ràng là như vậy, Thanh tra Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ đã kết luận rõ ràng và đầy đủ như vậy. Nhưng đã hơn 6 năm trôi qua sau kết luận này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ vẫn chưa chỉ đạo quận 9, nay là thành phố Thủ Đức, bổ sung quyết định thu hồi đất theo yêu cầu đúng luật của người dân. Giống như đất tôi, tức là ông Đỗ Lệnh, người quận 9 chưa ra quyết định cấp chủ quyền sổ hồng thì tôi không thể nhận bừa đó là đất của tôi. Khi tôi đã có chủ quyền, có sổ hồng, quận 9 không ra quyết định thu hồi và vẫn nói bừa rằng quận 9 có quyền thu hồi đất của tôi. Nói như vậy là nói ngang, nói ngược. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận 9 sai đến 100%, người dân đúng 100% theo luật và kết luận của Thanh tra Chính phủ. Vậy mà Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, nhân dân tối cao trả lời thế nào cho đúng luật, hợp tình, hợp lý để người dân không mất cửa, mất nhà một cách quá bất công và oan uổng. Tức là người dân đặt vấn đề hoan nghênh ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là các viên chức chính phủ và các cấp chính quyền, các đại biểu quốc hội nói với dân, nói với quốc hội điều gì, nói với cử tri điều gì là phải làm cho được. Và có những sự việc đã rõ ràng rồi, người dân đã tố cáo ở nhiều cấp, thí dụ như dự án khu công nghệ cao quận 9 hay là dự án Thủ Thiêm, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận rồi. Người dân đã khiếu nại tố cáo ở rất nhiều cấp và đến ban dân nguyện, ủy ban pháp luật quốc hội, và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã có ý kiến. Nhưng các cấp địa phương dưới vẫn không trả lời cho người dân theo quy định của pháp luật về thời hạn, thời hiệu, và cũng không làm bất cứ động thái gì bảo vệ quyền lợi của người dân. Như vậy, giữa câu chuyện cán bộ nói và cán bộ làm là một điều gì đó rất xa vời. Và chúng tôi mong rằng Chủ tịch Quốc hội trong nhiệm kỳ này sẽ tái thẩm định, giám sát
tái giám sát những phát biểu của các thành viên quốc hội, xem coi họ làm tới đâu và có biện pháp xử lý thích đáng, chứ không trông chờ gì vào việc tự nguyện cả. Xin cảm ơn các anh chị.